Chào bác nhá. Rất nhiều anh em thắc mắc, như là bác thắc mắc với bên em là những cái chiếc vàng bãi thì về thì bên em có vệ sinh không, hay là cứ thế để thế đã bán luôn. Thì thật thì các bác là một lô hàng bãi, tức là hàng đã qua sử dụng thì nó sẽ không được đẹp như là mới. Đấy, thế nên là cho nên là khi mà bên em mua về thì bao giờ cũng phải là tháo hết ra. Đấy, tháo hết ra như các bác có thể nhìn này. Vệ sinh từ trong ra ngoài đây. Ví dụ em chỉ nói ví dụ đây là cái lô ca phăn. Đây là một lô ca phăn của GM Audio DSB 5.1 hai la mã. Thì cái lô này thì nó về được 100 chiếc, 100 chiếc cùng một mã luôn, tháo sàn. Đấy, cùng một mã luôn. Đấy. Tất cả vì mạch là em tháo hết ra, kiểm tra ngon lành hình nào, tức là thứ nhất là đảm bảo cho các bác là hàng còn nguyên zin. Được chưa? Hàng còn nguyên zin, chưa sửa chữa. Đấy, thứ hai nữa là nó phải sạch đẹp. Đây các bác nhìn cho em này, phía đằng sau này. Riêng hàng bãi nhìn đẹp hay không, bác nhìn chỉ nhìn đít cho em là biết này. Từ những con ốc luôn. Được chưa? Rất sáng và rất đẹp, không hề có hiện tượng bị han gì hay là gọi là hiện tượng theo thời gian. Cái lô hàng này là một trong những lô hàng mà em thích nhất, cũng như là rất là cảm thấy rất là hài lòng khi mà mình bỏ ra số tiền lớn mà mình mua được một cái lô hàng đẹp như này, 10 con như một. Đương nhiên là cái vấn đề hàng bãi thì nó không thể nào tránh khỏi các vấn đề ví dụ xước sát nhỏ nhỏ, thì đấy là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì hàng bãi thì đã qua sử dụng thì nó rất là đẹp, tháo ra thì rất là đẹp. Thế nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển thì không thể nào tránh được. Thế cho nên là cái điều này đều rất bình thường. Nhưng khi mà làm xong lên rồi nhá, làm xong lên rồi thì nó sẽ ra là một chiếc vang rất là ưng ý, em cảm thấy rất là hài lòng. Đấy. Và chính thức là cái lô hàng này chính thức em mở bán cho tất cả bác nhá. Anh em lấy số lượng 5 con, 10 con hay là các bác lấy lẻ thích chơi thì có liên hệ cho em. Thực sự là rất là cẩn thận. Em làm thì từ trước nay các anh em thợ lấy của em biết rồi. Vâng. Lấy về thì bao giờ là em yên tâm bao cho anh em luôn là ngon lành hình đào này. Phần mềm rồi, chỉnh tay rồi, nói chung là nội thất ngoại thất thì nó phải là đẹp. Thấy chưa? Đấy, rất đẹp luôn, phải là đẹp, rất đẹp. Đấy, nói chung là hàng phải ok thì mới lên bán cho tất cả bác nhá. Đấy, cái lô hàng này đấy các bác, nếu như yêu thích có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại trực tiếp, em sẽ lên đơn cũng như là sẽ báo cáo cho các bác để số bác tham khảo. Đây là một trong dòng vang rất là hay, sử dụng chip vang số X5, X10, X6, chip của Mỹ 21375. Số lượng có 100 chiếc, tất cả 100 chiếc. Đây còn đống này đang vệ sinh dở đây. Đây kia nữa, đây, đang vệ sinh dở. Đây còn đây nó tất cả là vệ sinh xong rồi. Đây bây giờ là chỉ có đóng lắp và kiểm tra lại tất cả các chức năng của cái chiếc vang này, như kiểu phần mềm xem có ăn hay không này. Đấy, các nút là nó có bị liệt hay không này. Hay là các cái chiết áp vặn xoáy nó có bị lẩy số hay không, hay là quạt quậy, nói chung là phải kiểm tra ngon lành đào xong bắt đầu mới đóng thành thành phẩm như này. Đấy, đây là em đã sắp 10 con cho anh Giai ở trong miền trong, 10 con anh lấy 10 chiếc. Đấy, thì em sẽ sắp luôn. Đấy, xong cái này em sẽ gửi đi luôn nhá. Mọi chi tiết nếu bác nào muốn tham khảo cái dòng vàng này có thể liên hệ cho em, nhắn tin riêng cho em nhé.